Cuộc đời và sự nghiệp của Trường Hải, người nghệ sĩ đa tài, ca sĩ, nhạc công và giám đốc trung tâm ban nhạc. Ca sĩ Trường Hải được yêu thích trước năm 1975 với các ca khúc Hận Đồ Bàn, Tình Như Mây Khói, Tôi Đưa Em Sang Sông. Ngoài ra, ông cũng là nhạc sĩ, sáng tác nhiều ca khúc quen thuộc và trở thành bất tử. Những Chiều Không Có Em, Mimosa, Tình Ca Người Đi Biển. Đặc biệt, ông cũng là người thực hiện cuốn băng nhạc Trường Hải không chủ đề từ trước năm 1975, cũng như đã thực hiện được cuốn băng video đầu tiên tại hải ngoại ở thập niên 1980. Ca nhạc sĩ Trường Hải, tên thật là Tạ Trường Hải, sinh ngày 3 tháng 10 năm 1938 tại Sóc Trăng, là một người bạn cùng tuổi và cùng quê với nhạc sĩ Thanh Sơn. Vì cùng mê nhạc từ nhỏ, đến năm 18 tuổi, hai người bạn thuở thiếu thời đã cùng lên Sài Gòn để tìm kiếm cơ hội bước vào làng văn nghệ. Năm 1959, nhạc sĩ Thanh Sơn đăng ký tham gia cuộc thi tuyển ca sĩ ở trên đài phát thanh và được giải nhất. Cùng thi năm đó có hai nữ ca sĩ nổi tiếng là Nhật Thiên Lan và Phương Dung. Tuy nhiên sau này, Thanh Sơn không theo nghiệp ca hát lâu dài mà chuyển sang trở thành một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của dòng nhạc vàng. Năm 1960, theo chân người bạn thân, Trường Hải đăng ký thi tuyển ca sĩ và đứng hạng nhì. Người hạng nhất là chàng lính không quân mang tên là Vũ Thành An, trùng tên với nhạc sĩ Vũ Thành An sáng tác bài Không Tên. Trong vòng chung kết cuộc thi hồi 60 năm trước, ca sĩ Trường Hải đã trình bày rất thành công ca khúc Gặp Nhau của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Sau cuộc thi hát này thì ca sĩ Thanh Sơn và Trường Hải đều được mời hát trên đài phát thanh và có được chút tiếng tăm. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để sống bằng nghề ca hát. Sau khi quyết định ở lại Sài Gòn lập nghiệp, Trường Hải cùng với Châu Long và nhạc sĩ Ngọc Sơn, tác giả của bài 100%, họ đã thành lập một ban nhạc mang tên là Les Guitanes để chơi nhạc với các đại nhạc hội. Sau đó thì ông cũng đi hát và làm nhạc công cho các phòng trà Tự Do, Kim Sơn, Hòa Bình, cùng với các phòng trà Anh Quý, Sông Ngọc, Duy Khiêm. Thời điểm đó, ông được chơi nhạc cho Vũ Trường Đại Nam. Ở trên lầu có ban nhạc do Lê Văn Thiện, Huỳnh Anh và dưới lầu thì là ban nhạc của Trường Hải. Cùng với việc chơi nhạc, làm nhạc công để đánh đàn cho các ca sĩ hát, thì Trường Hải kiêm luôn vai trò là ca sĩ. Ông vừa đàn vừa hát được một thời gian dài thì cảm thấy vướng víu vì đêm nào cũng phải mang theo cây đàn guitar nặng nề, nên sau đó đã quyết định chuyển hẳn sang ca hát để khỏi phải đàn nữa. Ca khúc gắn liền với tiếng hát của Trường Hải trước năm 1975 là Hận Đồ Bàn của nhạc sĩ Xuân Tiên. Trước đó thì ca sĩ Việt Ấn nổi tiếng với bài này. Nhưng khi Việt Ấn qua đời đột ngột thì Hận Đồ Bàn dường như là một ca khúc chỉ dành riêng cho giọng hát của Trường Hải và được khán giả yêu cầu rất là nhiều trong các đêm nhạc ở phòng trà. Trong lúc chơi nhạc và hát cho Vũ Trường thì Trường Hải cũng bắt đầu sáng tác ca khúc. Ông không theo học ai mà chỉ tự học sáng tác và hòa âm qua sách, đặc biệt là từ cuốn để sáng tác được một bài nhạc phổ thông của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ soạn năm 1955. Nó giống như là hai người bạn thân là Thanh Sơn và Ngọc Sơn. Nhạc phẩm đầu tay của Trường Hải mang tên Còn Nhớ Tôi Không, được viết để kỷ niệm về tình bạn, tình lính cùng với nhạc sĩ Thanh Sơn khi ông đang ở trong quân ngũ và phục vụ ban văn nghệ của quân vận. Được biết, ca khúc nổi tiếng 10 năm tái ngộ của nhạc sĩ Thanh Sơn cũng được viết tặng cho người bạn cùng quê và cùng chí hướng Trường Hải. Và bài viết đầu tay Còn Nhớ Tôi Không cũng đã được nhà xuất bản Diên Hồng mua bản quyền với số tiền khá là lớn là 15.000 đồng. Ca khúc tiếp theo của Trường Hải là Những Chiều Không Có Em. Ông viết cho mối tình buồn tuổi 17 của mình khi mới đi học đệ nhị. Bài hát này được ca sĩ Hùng Cường hát lần đầu và trở thành một hiện tượng đưa tên tuổi của nhạc sĩ Trường Hải đến gần với công chúng yêu nhạc. Bản nhạc này được tác giả tự phát hành đợt đầu đã có 3.000 ấn phẩm, sau đó nhạc sĩ Duy Khánh mua lại bản quyền bài hát với giá 18.000 đồng. Ca khúc này có những câu hát quen thuộc phù hợp với tâm trạng của những chàng trai thất tình, những chiều không có em, ngõ hồn sao hoang vắng. Vài năm sau, nhạc sĩ Trường Hải có xu hướng chuyển sáng tác viết nhạc ở các giai điệu tươi vui như ca khúc Nhịp Đàn Vui, Ai, Em Yêu Nhạc Ram,
đặc biệt là bản tình ca Người đi biển sáng tác năm 1968 dành cho lính hải quân, nổi tiếng qua giọng hát của Mai Lệ Huyền. Mặc dù đây là bài hát mang nỗi buồn chia ly, nhưng khi hát lên thì thấy hào hứng vì giai điệu của nó rất tươi vui và rất được khán giả trẻ ưa chuộng. Về hoàn cảnh sáng tác bài hát, nhạc sĩ kể lại rằng trong một buổi chiều dạo phố biển Bạch Đằng, ông nhìn thấy có một đôi tình nhân với người trai là lính hải quân. Họ chia tay nhau quyến luyến để người lính chuẩn bị bước lên tàu. Vui đời hải hồ giữa chốn trường dương xa. Với tâm hồn nhạy cảm của một nhạc sĩ, Trường Hải cảm thấy khung cảnh đó tuy buồn nhưng thật đẹp và lãng mạn, nên cảm hứng sáng tác tình ca Người đi biển. Vẫn biết kiếp sóng biển khơi là nhớ nhiều, nhớ phút quyến luyến trên bến chi chia ly, sóng xô trong lòng đời hải hồ. Thời gian sau, nhạc sĩ Trường Hải sáng tác gần 100 ca khúc, nổi tiếng nhất là Chuyện tình Mimosa, Ai, Hai cánh phượng buồn, Cớ sao em buồn. Hầu hết những bài hát đều được xuất bản trong những băng nhạc chính ông thực hiện. Đó là khoảng của thập niên 1970, nhạc sĩ Trường Hải thành lập một trung tâm băng nhạc, sản xuất gần 20 cuốn băng với sự góp mặt của hầu hết các ca sĩ nổi tiếng Khánh Ly, Thái Thanh, Thanh Lan, Thanh Thúy, Giao Linh, Trúc Mai, Thanh Tuyền, Nhật Thiên Lan. Các băng đĩa này đều được thu tại phòng thu âm của ca sĩ Phất Lâm ở Chợ Lớn. Những cuốn băng của Trường Hải thực hiện mang tên là Không Chủ Đề, nghĩa là ông tuyển chọn những ca khúc hay của ông sáng tác cũng như của nhiều nhạc sĩ khác mà không theo một chủ đề cụ thể nào. Như vậy sẽ đỡ bị gò bó và dễ chọn nhạc hơn. Cùng lúc đó, trung tâm Trường Hải cũng mua lại một số băng đĩa nhạc trẻ của nhóm Tùng Giang, Lệ Hữu Hà và thực hiện để phát hành. Sau năm 1975, Trường Hải làm nghề buôn bán nhạc cụ và có một dạo ông cũng tham gia vào đoàn hát của Hoàng Biếu đi lưu diễn các tỉnh để kiếm sống. Năm 1979, Trường Hải rời Việt Nam đến Nam Dương và sau đó định cư tại quận Cam năm 1980. Với đầu óc và tầm nhìn kinh doanh tinh tường, chưa đầy một năm sau khi sang đến Hoa Kỳ, thì Trường Hải liền lập trung tâm băng nhạc Trường Hải Hải Ngoại, được coi là trung tâm nhạc sớm nhất và cũng là nơi đầu tiên sản xuất băng nhạc video tại Hải Ngoại với hai cuốn băng mang tên là 01 và 2 rất là ăn khách. Và từ cuốn băng video 01, Trường Hải cũng giới thiệu thành công ca sĩ Kim Ngân, người đẹp nổi tiếng một thời của làng nhạc hải ngoại ở đầu thập niên 80 và cũng là con nuôi của ông. Trong cuốn băng 0 số 2 phát hành năm 1983, Trường Hải tiếp tục giới thiệu được một tiếng hát mới nổi lên là Ngọc Lan, sau này cũng trở thành một ca sĩ lừng danh. Ngoài vai trò là ca sĩ, nhạc công, nhạc sĩ hòa âm, nhà sản xuất và biên tập nhạc, khi sang đến hải ngoại thì Trường Hải còn là người có công chép ký âm lại các bài hát nổi tiếng trước năm 1975 của nhiều nhạc sĩ để các ca sĩ hải ngoại hát lại. Hiện tại Trường Hải đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe kém yếu vì đã chịu nhiều cơn đột quỵ. Ông sống một mình trong một căn nhà ở vùng San Marino, California. Nhìn lại sự nghiệp âm nhạc của Trường Hải, có thể thấy ông là người đa tài. Vừa là người nghệ sĩ chơi đàn guitar, vừa là nhạc sĩ sáng tác ca khúc, vừa là ca sĩ và cũng là giám đốc trung tâm băng nhạc Trường Hải ở Sài Gòn trước năm 1975 và đầu thập niên 1980 tại hải ngoại. Với con mắt tinh tường, ông từng kinh doanh thành công trong lĩnh vực âm nhạc, điều mà không nhiều nhạc sĩ đã làm được.